好呀！哇！哇！哇！ Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình nha anh em ơi. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series mà BUC đến hồi mà cùng đồng đội với anh em nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với series và cùng với con túi đó chính là Akali này, vừa mới được sửa và mới được reward và phải nói là vừa mới được làm lại cực kỳ hot luôn, cực kỳ phải nói là nó tiếng ở trong Liên Minh Big. Đấy. Và trận này mình sẽ cầm con Akali này đánh xếp hạng và lên build phải nói là one shot cực kỳ mạnh cho con này luôn anh em, phải nói là cực kỳ mạnh, siêu mạnh. One shot đây có nghĩa là đánh thường cái là chết đứa nè. Nói cho nó vui vậy thôi chứ đánh thường cái chết đứa thì tùy vào khả năng của mình nữa. Vì đồ one shot đây mình sẽ lên những món như là phong thần kiếm nè, vô cực nè, và cũng như là giao điện nè, các kiểu là đều luôn. Cái top Yasuo à, khá là căng luôn. Không có tin được lại sắp hạng cho vẫn chơi Yasuo vô chơi. Răng Việt nay đầu đen đó, tốt bụng quá. Ấy hụt con rồi. Nó chơi mình ngủ quá nè em. Cái này không phải nó đánh mình thốn mà quá bắn cũng thốn nữa. Mà dưới bó có vẻ như là không đủ rồi, thua keo rồi. Cố gắng farm anh em. Cố gắng farm lúc đầu game thôi. Nó muốn chơi mình. Nó muốn chơi mình kìa. Khó chịu quá. Lộng linh hồn nè đấy. Để kết hợp tốt nhất với cái bản với cái video phải nói là one shot này thì mình đã mang cái bản đó chính là thu thập hắc ám để cho phải nói là đem của nó phải nói là được một cách triệt để nhất. Nó là mạnh nhất luôn. Đấy đấy, nó lên mày biết ngay mà. Đúng rồi, bị cứu lừa rồi con, bị cứu lừa ấy. Biển ơi, ơi về đi, về đi, về đi, về đi. Ôi thanh niên gia ván đâu lo gì bay. Làm không có hạt rồi. Còn tay le khỏi lo. Mình sẽ lên một chút đam trước. Máu, mắt. Ok. Cái kiếm già này thì tí nữa mình lên cái phong thần kiếm cũng được anh em mà. Tại vì giờ cái cách lên đồ của phong thần kiếm đã được sửa đôi chút rồi, không phải là kiếm BF và cuốc chim nữa mà đó chính là kiếm BF và hai cái kiếm dài, và cùng với đó là một cái tốc độ đánh anh em ạ. Được sửa đây là phải nói là một phiên bản hay sao á, cũng không nhớ nữa. Mày được sửa rồi. Cái kiếm dài này thì mình có thể lên được cái phong thần kiếm này khỏi lo. Bao mạnh luôn. Lên đây nào, lên đây nào. Quá mình hơn rất là nhiều nên phải biết tận dụng con thời cơ này nè. Không cho nó farm. Lên farm là xúc nó. Lên farm là xúc nó. Lên farm là xúc nó. Lên farm là xúc nó liền. Thằng nào lờ bóng hồn liền thấy rõ liền anh em. Lờ bóng hồn thấy rõ liền. Cắm một mắt nữa anh em chứ. Thằng mặt đùi da van nó lên nó hỏi thăm sức khỏe thì cũng khá là mệt. Ok. Và nếu như anh em có yêu cầu nào hay về con tướng này thì anh em đừng quên bình luận ở phía dưới nha. Tại vì mình sẽ xem xét cái yêu cầu của anh em để mình làm. Thật sự là bình luận này mình cũng đọc kể nhưng mà mình có làm hay không đó chính là cái ý tưởng của anh em. Ý tưởng của anh em có đủ điều kiện để mà làm hay không thôi. Tại vì ý tưởng nào thật sự hay, thật sự có đầu óc sáng tạo hoặc là thật sự mình có thể làm được thì mình sẽ làm nha. Còn nếu mà nào cái sàn quá thì mình sẽ bỏ qua. Mong anh em thông cảm. Hay quá, và nó hay quá. Ôi, vừa mới khen xong. Mình nghĩ là thằng Yasuo nó biến về rồi. Mình không phải farm tiếp thôi.
đang có con xe mà anh em. Về sao được? Về sao được khi đấy con xe ở đây? Linh hồn không đấy. 4 linh hồn đó chứ không phải phải đùa đâu. Đủ bắn. Ok. Muốn chơi tao à? Trời ơi anh em thấy gì chưa? Anh em một cái e thôi bay và đặc thường thôi mà nửa cây kìa. Wow. Thấy gì chưa? Đây chỉ là một tích được cái nội tại của cái con này mà cùng với nó thua thật phát ám rồi đó. Mà đã mạnh như vậy rồi. Kinh khủng này. Cuộc chiếm đâu? I come in baby. Phải solo kill mít rồi. Level 15 cơm 1. Ackley lộc. Katarina đang bay lại phải xoáy giờ cho mình. Không còn rờ đến từ anh ta vì nãy xoáy rờ khá là hụt. Phải cướp rận này. Di kết trừng phạt cướp tinh công con Red ở đây. YouTube đang cố gắng đánh thằng Di này. Di đang kiếm nhưng mà ở đây có ra cao một kẻ tờ vít nữa. Wow. Một sự giúp sức rất nhiệt tình từ bên đội đỏ. Vì như là Di không chịu nổi gì rồi. Cướp rận khá là lỗi. Ở đây mà Yeso. Chúng ta có thể giao hữu một tí không? Chúng ta có thể ở đây màu qua đây nào, qua đây nào. Đấy, đi chóc liền. Mày đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Combo là phải như vậy. Sự là mình chơi con Ackley cũng tầm 8 trận anh em, 8 trận. Nếu mà mình tính không nhầm là 8 trận. Và mình đã biết khá khá cái combo của con này rồi. Nó là làm cũng khá là cũng được rồi anh em. Không phải là thuần thục mà biết làm. Và làm cũng khá là được. Đấy, thấy chưa? Mạnh chưa? Và anh em đừng quên là con Ackley này có một cái thế mạnh là trụ đường cũng khá là ngon. Tại vì khi mà cái nộ năng của nó tích đủ đến mà nộ năng nó chuyển sang màu đỏ thì anh em mong bi một cái nha, là nó sẽ hồi máu dựa theo sát thương mình đánh được. Rất là đẻ luôn. Đâu rồi. Mua nè. Những món đồ này là đều để dành kiểu như là món nhỏ rồi mình tích thành món lớn á. Quốc chim này là để mình lên cái vô cực kiếm. Tại vì vô cực kiếm nó đã được thay đổi luôn anh em. Không còn hai là cái kiếm BF nữa mà là một cái quốc chim. Một kiếm BF. Và hai cái này, hai cái kiếm dài để mình lên phong thần kiếm. Giơ ba người. Mày chưa anh em của tao à? Mày bị điên à? Xin có hỗ trợ nào. Hỗ trợ không được luôn bà con ơi. Nó chịu được. Yesu này sau lần solo kill đó có vẻ như anh ta đã chùng bước không một tí và có vẻ dè chừng mình hơn. Tại vì thấy mình là anh ta chạy lập tức ngay về trụ luôn. Đấy, thấy chưa? Đầu đen nó kiểu như là thấy voi sáng chuột có sao trời. Khó chịu thiệt rồi, sao mà đánh nó đây. Rồi nó chưa đâu, chưa thấy đâu. Ê rồi nó này. Wow. Combat liên tục luôn. Bum. Gì đấy, đâu đi. Chết. Ok. Thôi về. Nghe có mùi không ổn rồi. Về đi. Mùi không ổn. Mình tin chắc là thằng Yesu nó sẽ đi đường này để nó lên top nè. Biết ngay mà mình chậm một nhịp. Chậm một nhịp cho nó xuống mít viết được một vài cũng khá là ngon anh em. Thơm bơ liền. Ok. Thơm quá thơm luôn. Con này dọn quá rất là nhanh đối với Kiwi của mình. Nếu mà anh em tăng mát đó là tất cả con quá đánh xe là nó sẽ xử lý bằng skill Kiwi hết. Họ bay rồi. Như siêu nhân.
ơi, giờ bán lên. Cái mùi không thơm. Mẹ. Đi nó khó rồi em ơi. Ôi sao không có rờ, phải đó có rờ cân hai chắc luôn. Nhưng mà khó quá. Phải đó không có rờ. Giết này nè. Nó còn tự gió đó nha. Trời ơi, fucking wow shit. Holy shit. Fucking. Thôi để mít chờ, thằng Akali này là của mình. Ồ, xử lý quá ba phê luôn anh em. Cực kỳ đẻ với cái chiêu quỳ luôn anh em. Kiểu như là quá nó đứng dồn vô, mình chỉ cầm một quỳ thôi là. Xuống nè, tôi xuống nè. Gia Văn đang xuống rồi. Kiếm nó, một kiếm nữa. Ok. Nice. Let's go baby. Double kill. Ngon. Móc mít rồi. No one. Mình đang cố gắng hoàn thành cái phong thần kiếm xinh nhất có thể này, mà tại vì cái món đồ này là món đồ quan trọng và cũng như là chủ lực của cái build đồ này, tại vì có nó là mình được tiếp thêm một phần sức mạnh gì đó. Là nick top dùng mít biến về rồi. Ok, let's go. Đủ tiền mua đồ rồi, về nhà hồng thần có phong thần kiếm rồi. Phong thần kiếm, ok. Mình giày này ninja. Tại vì team nó là hầu như là tất cả đều là đam. Trừ thằng mặt lòng mít ra là tất cả đều là đam, và trừ thằng mặt lòng ra cam đây nữa, tất cả đều là đam. Trừ hơi bị nhiều rồi. Mà lên giờ đến giờ vẫn lợi hơn. Qua bay lên solo kill rồi. Cái tên đây nó mất rất nhiều máu chối chúng rồi. Nhưng mà Jesus đang xuống găng rồi. Không binh đến từ Akali của Bill Sagi. Qua bay vào. Combo không đủ đam. Đang cố gắng đuổi di phía chính tuyến bên kia. Boom. Xuống nè, nice. Kiếm nó. Đầu đi. Nice. Tìm đánh đầu đen ghê đi. Đủ đầu à? Không phải. Giờ ba này. What the fuck? What the fuck? Chết ư? Đầu đen. Đầu, ôi, tóc biến rồi hả? Quá nhiều chiêu thức. Bắn đầu quá. Highlight, apply liền. Thank you. Cảm ơn support. Đầu đen nó phải nói như vậy. Ok, nice. Combat liên tục luôn em ơi. Wow, hay vậy. Gì mình chiếm ghê gì? Triple kill trên tay luôn. Đấy, bao phê luôn nè. Ở nhà hoàn thành cho mình cái đó chính là cái vô cực kiếm. Mà còn một khoảng đường dài nữa. 1.200 tiền nữa luôn. Đi farm tiếp thôi.
Và nếu như anh em thật sự thích cái video này thì anh em đừng quên bỏ lại cho mình một like nha, cũng như là hãy thấy hay thì hãy cho mình một đăng ký để ủng hộ cho mình. Và nếu được thì anh em hãy click quảng cáo 1 đến 2 lần trên một video như thế giúp mình rất là nhiều rồi. Run. Run, 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 run. À đê ngáo chó rồi, không xấu cho anh ta. Holy shit. À đê mình không xấu à. Cái chiêu Q này và cái chiêu E và cái chiêu R nữa đều cộng theo sát thương phép hoặc là sát thương vật lý này mà nên mình lon đồ gì nó cũng mạnh hết cả. À băng chủ nè, coi băng chủ điêu liền á. Băng chủ điêu liền là phải có một đồng đội. Mày quăng cái hộp là thấy gì đấy. Ơi cái rồi thứ hai lâu thì chỉ còn không phải mấy giây nữa thôi là rồi thứ hai được rồi. Nãy chờ thêm không phải mấy giây nữa là cái rồi thứ hai hồi rồi anh em, rất là xui luôn. Liều lăng bị kết thúc bởi Rakan. Bọn bên mình đang cố gắng câu kéo nhưng mà cái linh đang ở đây rồi. Mắt tự chiếm được hai đứa. Nuốt lại không đây. Si tuôn thành công. Nuốt không bị, nuốt được rồi. Chết mẹ mà vô xu rồi. Tay mình nó mạnh thì nhất là thằng hồi gì đó. Nó mạnh không tưởng. Tưởng không mạnh mà mạnh không tưởng. Thằng này chơi game đã win hả? Mấy tụi này chơi game đã win rồi anh em ơi. Đầu điên chưa lên được hai món nữa. Hay quá, chết hết đi. Chết bớt đi, đúng rồi. Ủa gì? À hay quá. Chết bớt đi. Chẳng nói được kéo dài thêm một chút rồi anh em. Chứ tụi nó thắng nhanh quá, mình chưa kịp lên đồ thì mệt mỏi lắm. Đây, có chuối, có chuối, có chuối. Hi. Giỡn tí thôi bạn, mình căng vậy. Mày bị căng gì? Mày bị căng gì? Ôi, mình mới ra một tí thôi mà đầu đen gần chết rồi. Wow, fucking wow shit. Top đấy mà đại em, may mà có tiền liền. Ok ok. Xuống này, tôi xuống này, tôi xuống này. Hồi gì nó chiến rồi. Trời trời, gì nó chiến rồi. Trời ơi. Tan rã, tan rã, tan rã rồi. Một chuyện nó là kết thúc rồi. Mày chạy đâu được nữa. Một chiếm hù. Mạnh chưa. Mình đã tích được hơn 100 cái linh hồn anh em. Và sau đợt quá này thì mình sẽ về, mình sẽ hoàn thành được cái vô cực kiếm món thứ hai. Mình sẽ lên thêm cái kiếm điện thôi nè. Giao, giao điện chứ. Đấy. Vô cực kiếm nào. Rồi. Rồi sẽ lên tiếp tục là cái gieo điện. Lần tay ga nè. Ok. Thật sự dáng này mình không xanh lắm nhưng mà cũng không phải nói là đến quá tới quá tệ. Xuống này, xuống này, xuống này. Tụi top mình không có muốn bê sớm đấy mà, tại vì mình muốn nó đẩy lên hoài á, để cho mình có phá quá mình fan.
muốn kế của tao à? Chó à? Hay hay hay. Xong, xì tôi nữa nè. Ok. Gia van này ba. Ok. Mình đã cố gắng mình tăng cho thằng Di một chút rồi, tại vì mình có cái chiêu W á, khá là bá. Mình có thể đỡ đồng đội vài trụ á, xong rồi vài phát bắn rồi mình đã W là mình chuyển lại cho quái hoặc là cho nó. Rồi giao điện nào, giao điện nào. Còn được 3 món anh em ơi. 3 món chính của cái build one shot ngày hôm nay. Món tiếp theo khi hoàn thành cái giao điện này là sẽ là cái dạ kiếm. Là món thứ 4. Build này rất là mạnh, nếu anh em biết cách chơi con Akali này thật sự nó rất là mạnh. Kết hợp với cái thu thập hắc ám và cùng với cái skill nội tại này thì nó sẽ phải nói là một con quái vật. Anh không đùa đâu anh em, cực kỳ mạnh á. Mà chủ yếu cái build này là nó không hút máu, không hút máu. Nên chủ đường khá là Sida hột gà. Ok, ok. Đến lúc đã bơ cái trụ này rồi. Bê cái trụ này. Đợi mình, chưa có mình trong bot lọt cái rồi. Quá hay quá. Đang ra, I come in. Dụ nó đi. Ra nè. À, mà đánh anh em của tao à. Hô. Con chủ nè. Con chủ chắc nè. What the fuck sẽ bỏ lên đồ. Hai cái lương thương sôi sục kìa. Vãi, hai cái lương hương luôn rồi anh em. Lên đồ bựa vãi. Sức bột bên nó còn chôn được anh em à. Là anh em biết trình độ bên nó là phải nói là cao siêu như thế nào hả gì. Trột bao thấm luôn á, thề luôn. Mình kế anh em luôn, cái này cầu đen build này mạnh quá mạnh luôn mà. Chọt cực kỳ thấm luôn á. Mình chỉ biết thốt lên nó là hai từ quà rồi. Tại vì nó mạnh quá. Rakan. Muốn chơi đâu không? Hey. Tem nó phải quy phục cái sức mạnh này. Giao điện à anh em. Đấy giờ phải nói là đến cái dạ kiếm. Cái món phải nói là bao mạnh luôn đó. Gần 400 đam rồi. Và hơn 50 phép. Siêu bá. Blue. Ok, giờ mình sẽ cho anh em chiêm ngưỡng cái sức mạnh này là như thế nào. Mình phải nói là cực kỳ mạnh nha. Không mạnh là không lấy tiền luôn, coi nè. Anh em coi nè. Ở đâu rồi. À, đây nè, coi nè. Hey.
B đánh thường. Chỉ cần B đánh thường thôi. Vãi thiệt chứ. Và đánh thường này chỉ là mất tích được một cái nọ tạ rồi anh em. One shot với con Akali thì khá là khó anh em. Nên nó kêu rồi. Đánh thường 900 đam, what the fuck, lỗi mà cờ cờ rồi. Thấy gì chưa? Team bạn là cũng phải tự kêu mà mình lỗi mà. Đánh thường một phát còn 1000 đam mình chơi sao nổi. con nè anh em. Combo nè, con combo. Ê, con cái e hộp ơi. Đâu biết. Đi bên ba. Hay. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Trời ơi. Nếu mà theo tính toán đúng của mình đó, là thằng Tam Ken nó không nuốt mình là mình chắc chắn 100% là mình sống luôn. Tại vì mình còn chiêu lướt đi của cái chiêu E anh em. Mình lướt qua đây nè, đó là đậu đen là sống rồi. Tự nhiên thằng mặt lòng Tam Ken nó nuốt mình, rồi nó tóc biến nó chạy. Đậu đen đó. Ok thì cũng cuối cùng cũng đã hoàn thành được cái giao điện anh em. 4 món, 5 món nếu tính luôn cái giày. Món cuối cùng mình sẽ lên đó chính là Tam Học Kiếm. Một món không thể thiếu nếu mà anh em lên đồ One Shot cho con Akali này. Tại vì nó có cái thị kiếm nè. Nếu lên xong kiếm tương cũng được. Nhưng mà đây mình đang lên Dam nên lên xong kiếm tương thì không hợp lắm. Nên mình quyết định mình sẽ lên cái Tam Học Kiếm này. Đây, cho anh em chiêm ngưỡng sức mạnh nè. Coi nha. Holy shit. Anh em thấy không? Một đánh thường thôi. Ấy. Rồi. Mà đánh anh thấy không anh em? Thằng gia sù á, mình một đánh thường à. Nó còn chết luôn. Ôi. Gì vậy? Ok và tạm biệt anh em nha, và hẹn gặp lại anh em vào lần sau. Bye bye, hay chắc là nhớ like, share cũng như là đăng ký ủng hộ kênh này nha anh em. Bye.